Bạch sư cho con hỏi, một người phá tài sản trong gia đình mà mình lo thức ăn cho họ, thì đó là mình rải tâm từ hay tiếp tay nghiệp cho họ? Khi chúng ta không giữ giới, không lấy của không cho, tức là chúng ta phạm giới lấy của không cho đó, thì chúng ta sẽ có một người chúng ta sẽ có một người trong gia đình là người phá sản, tức là họ sanh vào trong gia đình của chúng ta để họ phá sạch tài sản. Đó là do mình không giữ cái giới này. Cho nên á, là các cái sau đó đó là nó diễn biến theo nghiệp thôi. Mà đôi khi á, vì cái nghiệp đó cho nên là mình thương họ mình bỏ không được. Chứ còn lẽ ra mình biết cái người đó sanh vào trong gia đình của mình để hại mình thì là mình đã bỏ rồi. Nhưng mà do cái nghiệp cho nên là mình thương mình bỏ không được. Còn đương nhiên nếu như mà cái nghiệp mình hết, hoặc mình chỉ là cộng nghiệp thôi, mình không phải là người chịu chính, thì mình có thể bỏ được. Còn nếu mình là cái người chính là mình sẽ thôi, cái này người trong nhà mà thương, vân vân. Nói chung chúng ta có lý do để tiếp tục ở lại để họ phá sạch tài sản của mình. Còn nếu như cái nghiệp của mình hết, hoặc mình không phải là người chính trong cái sự kiện này, thì mình có thể đi ra ngoài được.